Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CTV Shop. Trên tay mình đang là một con router MikroTik cực kỳ nhỏ gọn với mã là HRB750GR3. Con này thì nó có chiều dài chỉ có 11cm thôi và chiều rộng thì chỉ có 9cm thôi. Đặt ngay trên lòng bàn tay mình này. Thế nhưng mà hiệu suất của nó thì vẫn rất là ok nhá. Với CPU lõi kép 880MHz, RAM 256MB, nó có khả năng đáp ứng tất cả những cái cấu hình nâng cao mà hệ điều hành RouterOS hỗ trợ. Cho bạn nào chưa biết thì RouterOS là một cái hệ điều hành độc lập dựa trên Linux. Nó hỗ trợ rất là nhiều những tính năng cần thiết cho một router như là định tuyến này, lửa này, quản lý băng thông này và VPN vân vân. Và RB750GR3 nó có khả năng chịu tải từ 100 cho đến 150 thiết bị, nghĩa là khoảng 50 đến 80 người dùng, phù hợp sử dụng cho những cái mạng có quy mô vừa và nhỏ như là văn phòng chi nhánh hay là gia đình hay là doanh nghiệp nhỏ vân vân. Các bạn xem thiết kế mặt trước của thiết bị này. Ở ngoài cùng này thì sẽ có một cái cổng nguồn DC ghi chú 8 đến 30V, tức là chúng ta cần dùng nguồn có công suất trong cái khoảng đó để mà cấp nguồn cho router hoạt động. Thấp hơn thì nó sẽ không chạy được, mà cao hơn thì có thể là sẽ cháy nổ hỏng hóc. Đi kèm với thiết bị thì đã có sẵn một cái adapter nguồn 24V rồi. Đây ạ. Kế bên cái cổng nguồn là một cái nút reset nhỏ xíu này để chúng ta có thể khôi phục lại cái cài đặt gốc của thiết bị trong trường hợp mà nó gặp sự cố gì đó. Và đây thì là hai cái đèn LED báo hiệu trạng thái hoạt động của thiết bị. Ở phía bên dưới hai cái đèn LED này thì sẽ có một cái slot để chúng ta cắm thẻ nhớ micro SD để sử dụng cho Du Server. Du là một cái ứng dụng miễn phí của MikroTik và nó sẽ tự động phát hiện tất cả những cái thiết bị ở trong các cái mạng con được chỉ định. Nó sẽ vẽ và bố trí cái bản đồ mạng để mà giám sát, quản lý, định cấu hình cho các cái dịch vụ trên thiết bị MikroTik. Tiếp theo thì cái cổng mà có ghi chữ Internet ở trên và PoE in ở dưới này là cổng WAN/G.45/1 bit. Và chúng ta có thể nối dây LAN từ injector PoE sang để mà cấp nguồn cho router, hoặc là nối từ switch PoE sang để vừa cấp nguồn vừa cấp mạng cho router hoạt động. Bốn cái cổng bên này thì sẽ là bốn cổng LAN RJ45/1 bit và có thể dùng để mà nối xuống switch hoặc là các cái thiết bị khác như là máy tính, máy in hay là wifi vân vân. Ở bên mặt thông của nó thì sẽ có một cái nút mode này. Nút này thì nó sẽ có thể kết hợp được với cái tính năng script mà chúng ta có thể cài đặt khi mà cấu hình cho con router này. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ cài cho nó một cái chức năng là khởi động lại. Khi đó thì nhấn cái nút mode này thì router nó sẽ khởi động lại. Và bên cạnh nó là một cái cổng USB 2.0 phục vụ cho việc chúng ta update firmware hoặc là nâng cấp của router vân vân. Về hiệu suất của nó thì con RB750GR3 này nó đã được cải thiện mạnh mẽ hơn nhiều so với phiên bản đàn em RB750GR2. Các bạn có thể xem cái bảng so sánh tương quan hiệu suất của hai thiết bị được để trên màn hình. Và thông lượng routing của RB750GR3 thì nó lên tới 1972 Mbps để mà đảm bảo hiệu suất cho các cái chức năng định tuyến. Thông lượng AES 128 lên tới 472 Mbps, đảm bảo hiệu suất cho những cái chức năng mã hóa này, bảo mật trong văn phòng doanh nghiệp nhỏ. Và con này thì nó mặc định đã được Active License Level 4. Cái License Level 4 này thì nó sẽ hỗ trợ những cái giao thức định tuyến nâng cao như là RIP này, OSPF này, BGP này, và hỗ trợ lên tới 200pp PoE Tunnel, 200pp TP Tunnel. Và VLAN Interface thì sẽ không bị giới hạn và số lượng hotspot active user lên tới 200. Trong trường hợp mà chúng ta cần sử dụng những cái thông số cao hơn thì chỉ cần mua license và upgrade lên là được các bạn nhé. Về những cái chức năng của nó thì con này nó hỗ trợ tất cả các cái giao thức định tuyến tĩnh và định tuyến động. Đối với IPv4 thì nó hỗ trợ RIP V1 và V2, OSPF V2, BGP V4. Đối với IPv6 thì nó hỗ trợ RIP NG, OSPF V3 và BGP. Những cái tính năng nổi bật nhất của nó thì đầu tiên phải kể đến đó là cân bằng tải những cái đường Internet. Con này cung cấp 5 cổng Gigabit Internet thì nó sẽ có thể hoạt động như các cái cổng LAN hoặc WAN đều được. Nghĩa là các bạn có thể sử dụng tối đa 4 cổng WAN trên router này. Và tất nhiên chúng ta có thể cấu hình tất cả những cái cổng WAN này hoạt động cân bằng tải, dự phòng, hoặc là chia mỗi VLAN hoặc máy tính bên dưới đi theo một đường WAN riêng đều được. Ví dụ như là các bạn có thể sử dụng một cái cổng 2 này làm đường WAN riêng cho máy tính của giám đốc. Khi mà đường WAN này lỗi thì router nó sẽ tự động chuyển sang các cái WAN khác ở bên cạnh mà sử dụng. Nó hoàn toàn do chúng ta cấu hình thôi, rất là linh hoạt.
và cái tính năng cộng gộp băng thông cho phép các bạn gộp nhiều đường internet thành một đường có băng thông cao hơn, như vậy thì đem tới một cái trải nghiệm mạng với tốc độ cực kỳ cao. Tiếp theo phải kể đến đó là tính năng VPN. Hirotic hỗ trợ rất nhiều loại VPN từ remote access cho đến side to side thông qua nhiều phương thức VPN và giao thức tunnel như là IPsec, OpenVPN, DIE, L2TP, v.v. Chức năng VPN trên con này nó sẽ giúp thiết lập những cái kết nối an toàn trên mạng internet hoặc là kết nối những cái vị trí ở xa cho các cái trường hợp work from home hoặc thậm chí là kết nối hai mạng văn phòng chi nhánh với nhau và chúng có thể sử dụng được cái tài nguyên của nhau. Khi đó thì dù đang đi công tác hay là ngồi ở văn phòng chi nhánh, nhân viên vẫn có thể truy cập được vào tài nguyên từ trụ sở để mà làm việc. Ngoài ra thì con này nó cũng hỗ trợ virtual routing and forwarding mà chúng ta thường gọi là VRF. Đây là cái công nghệ mạng máy tính cho phép tạo ra nhiều router ảo cùng tồn tại trong một router vật lý. Các cái địa chỉ IP giống nhau có thể được sử dụng mà không xung đột bởi vì các router ảo nó hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau. VRF thì thường được sử dụng để mà chúng ta tách lưu lượng mạng, giúp định tuyến hiệu quả hơn và tăng cường khả năng bảo mật cho các gói pin. Chức năng hotspot Mikrotik thì sẽ rất phù hợp khi mà triển khai tại khách sạn, trường học, sân bay hay là quán cà phê internet vì nó cho phép kiểm soát quyền truy cập mạng của người dùng. Và người dùng sẽ được hiển thị một cái màn hình đăng nhập khi mà lần đầu tiên mở trình duyệt web của họ. Và sau khi đăng nhập và mật khẩu được cung cấp thì người dùng sẽ được phép truy cập internet. Như vậy thì quản trị viên sẽ có thể tạo hồ sơ cho từng người dùng và cho phép thời gian hoạt động nhất định, giới hạn tốc độ tải lên và tải xuống. Chức năng TOS thì sẽ giúp thiết bị có thể kiểm soát băng thông qua những cái tính năng như là giới hạn tốc độ dữ liệu cho một số địa chỉ IP, mạng con, giao thức, cổng, ưu tiên hàng đợi cho khả năng duyệt web nhanh hơn. Và với chức năng từ lửa thì con này nó sẽ có thể quản lý được cái luồng dữ liệu đến và đi thông qua nó để mà ngăn chặn những cái truy cập trái phép vào mạng. Chúng ta sẽ có rất là nhiều phương thức quản trị khác nhau dành cho con này như là từng lệnh CLI này, truy cập theo net hoặc là SSH từ xa, công cụ cấu hình GUI thông qua IP và MAC có tên là Winbox. Giao diện cấu hình dựa trên nền tảng web rất là dễ sử dụng và giao diện lập trình API để mà xây dựng những cái ứng dụng điều khiển cho riêng quản trị viên. Nó có thể kết hợp với cả cái nút mode ở trên thiết bị như lúc nãy mình có nói rồi. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất của router Mikrotik RB750-GR3. Nếu mà thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like, share cũng như là subscribe nhé. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.